Chào các bạn, ở đây mình có ba chiếc máy nghe nhạc cao cấp nhất hiện nay. Đó là chiếc Ateon Cup AK240, chiếc Sony ZX1 và chiếc Ateon Cup AK120. Và đây là cái bộ máy nghe nhạc mình đang nghe. Ở đây là hai cái sản phẩm nghe nhạc cao cấp mới giới thiệu. Và mình sẽ lần lượt giới thiệu các bạn hết những cái sản phẩm này qua hai bài về hai cái sản phẩm này. Nhưng bây giờ mình sẽ nói về cái Sony trong cái bài giới thiệu của mình. Như chúng ta biết, Sony là cái hãng tiên phong về cái thiết bị âm thanh di động, nhất là cái máy nghe nhạc cá nhân. Thì trước khi iPod của Apple thống lĩnh thị trường thì rõ ràng là Sony là chùm. Và bây giờ Sony cũng đang cố gắng giữ cái vị thế của mình. Và gần đây họ đang quảng bá cho cái âm thanh Hi-Res, tức là cái âm thanh chất lượng cao, chủ yếu là có trên những cái dàn âm thanh ở nhà thôi. Nhưng mà bây giờ những cái máy di động bắt đầu có cái hệ thống âm thanh này. Thì ZX1 được giới thiệu vào năm ngoái với giá bán ra khoảng $800. Và các bạn thấy là nó hỗ trợ rất là nhiều định dạng khác nhau, gồm cả flag cũng như là notlist của Apple hay là những cái chuẩn khác. Và ở đây chúng ta còn thấy là cái máy nó có bộ nhớ trong là 128GB và không có cái thẻ nhớ. Bây giờ mình sẽ mở ra để mình giới thiệu nó cho các bạn. Nếu mà bạn là fan Sony và bạn thích máy nghe nhạc thì đây là cái máy ước mơ của bạn. Đó, đây là cái ZX1 để được rất là đẹp. Cái dây này thì cũng khắc tên thôi, mình sẽ nói sau. Ở trong hộp thì ngoài máy chúng ta còn có sách hướng dẫn cũng như là rất là nhiều. Và chúng ta có một cái sợi cáp. Mình không thích cái sợi cáp này của Sony, bởi vì nó là một sợi đặc biệt, chỉ có mình nó đi với nó thôi. Mình rất thích nếu mà Sony sử dụng cái cáp micro USB như là cái cáp mà chúng ta hay dùng cho thiết bị di động. Và có kèm một cái bao da dạng đút. Rồi, mình sẽ gom lại thôi. Đây là ba thứ mà chúng ta sẽ cần nhất khi sử dụng cái máy này. Thứ nhất là cái bao da, thì các bạn thấy là bao da làm dạng đút cũng khá là đẹp. Chúng ta có thể đút máy vào như vậy. Nó vẫn còn chừa cái lỗ cắm tai nghe ở đây. Nhìn cũng được, nhưng mà khó là sử dụng, bởi vì mỗi lần các bạn muốn sử dụng các bạn phải kéo cái máy ra. Đó. Thứ hai là cái dây cáp. Thì mình đây là dây cáp mà Sony dùng trên những cái máy nghe nhạc của họ. Nhưng mình thực sự thích nếu mà cái cáp này là cáp micro USB, bởi vì chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều cáp micro USB có sẵn trên thị trường. Nếu cáp này thì chúng ta phải giữ với cái cáp với cái máy thôi, rất là phức tạp. Về cái máy thì chúng ta có, đó là một cái máy chạy trên nền tảng Android, có màn hình là 4 inch, và các bạn thấy là nó khá là nhỏ gọn khi mình cầm trong lòng bàn tay. Điểm mà mình thích nhất là nó, đó là nguyên một cái máy được làm bằng một khối kim loại rất là đẹp. Đó, họ đã làm một cái sườn bằng kim loại, sau đó họ quét và đưa màn hình cũng như các thành phần vào. Và cái nắp ngoài cùng của họ thì được ốp một cái miếng da, nên mà các bạn khi cảm giác các bạn cầm vào rất là sướng. Ở đây thì họ để, đây là cạnh phải, các bạn thấy là Sony để tất cả những cái nút điều khiển cứng của họ đây. Chúng ta có nút khóa mở màn hình, nút tăng giảm âm lượng, cũng như là nút điều khiển nhạc, gồm có nút play, pause, cũng như là qua bài và lùi lại bài. Đó. Ở trên đỉnh thì chúng ta không thấy, không có cái gì, nhưng mà nó có cái phần tách ở đây. Mình nghĩ đây là anten của wifi chẳng hạn. Đây là cạnh trái thì không có gì. Thì chúng ta cầm như vậy chúng ta điều khiển, chúng ta có thể bấm nút vào đây. Mà chúng ta cầm như vậy điều khiển thì chúng ta bấm nút vào như thế này. Đó. Thì cách mở màn hình thì cũng tương tự như là những cái máy Android khác. Ở phía dưới màn hình thì chúng ta thấy là Sony để một cái logo Walkman cũng như là một cái phần nhô lên của cái jack cắm tai nghe và có chữ Hi-Res Audio ở đây. Đó, ở trên này logo Sony. Và đây là cái cổng ở dưới. Khi mà nhìn vào đây các bạn sẽ rất là ấn tượng với lại cái jack cắm tai nghe được mạ vàng này. Nhìn rất là hầm hố, rất là xịn, rất là ấn tượng. Mình rất thích cái cổng này, nhưng mà mình lại không thích cái cổng này cho lắm. Đây là cổng kết nối giữa máy với lại máy tính, cổng rất là nhiều chân. Và ở đây chúng ta có một cái ngàm để móc sợi dây như này để đeo nó khỏi bị rớt, cũng như là để chúng ta có thể dễ dàng rút cái máy ra khỏi túi quần. Đó. Phía sau thì các bạn thấy là nó có một cái logo NFC ở đây, cũng như là một cái logo Walkman. Thì cái logo Walkman này nó che cái loa bên trong. Cái máy này có loa ngoài, các bạn bật nhạc thì cái loa âm thanh nó sẽ ra từ cái logo Walkman này, khá là hay. Ở dưới thì chúng ta thấy cái phần có một cái nút reset ở trong cái phần này, chắc là để tránh trường hợp máy nó bị lỗi và treo. Thì cái máy này Sony trang bị cho nó cục pin có thể nghe được 32 tiếng nếu mà nghe nhạc MP3 128 kg.
Thì mình nghĩ rằng với lại nhạc chất lượng hơn, chắc chắn là những người mà sử dụng máy này sẽ nghe nhạc chất lượng hơn, thì cái thời gian này sẽ giảm xuống. Sony hoàn thiện cực kỳ đẹp, mình nghĩ nó còn đẹp hơn cả những cái máy như là Xperia Z hay là Z Ultra của họ, những dòng cao cấp dòng Z chẳng hạn, mình còn đẹp hơn nữa, những cái nút đồ rất là sang trọng, và khi bạn cầm vào bạn cảm thấy cực kỳ là chắc chắn. Đó, cảm giác khi bạn rờ lên cái mặt lưng của nó là bằng da, rất là thân thiện, rất là đẹp. Ở trên cái hệ điều hành mà điều khiển của nó thì Sony sử dụng Android, đâm ra là các bạn thấy là Android 4.1, đâm ra là tất cả những cái thao tác của mình điều khiển nó rất là nhẹ nhàng. Mình đã từng sử dụng những cái máy nghe nhạc khác, nó sử dụng những cái hệ điều hành khác thì có vẻ như nó không được mượt bằng cái hệ điều hành này, nhưng mà có lẽ là chúng ta nó sẽ phải hy sinh về pin cũng như là hệ điều hành cho cái về cấu hình phần cứng để dành cho cái máy này. Thì trong bài này mình chỉ chia sẻ với các bạn về cái máy với lại phần cứng cũng như hệ điều hành này nọ thôi, còn về cái âm thanh thì mình cần phải trải nghiệm nhiều hơn. Với lại mình cũng không phải là người hay chia sẻ về âm thanh nên mình không biết là diễn tả thế nào. Về cái phần cứng liên quan đến âm thanh mà Sony trang bị cho chiếc ZX1 này, đó là cái âm ly kỹ thuật số S-Master HX, cũng như là những cái công nghệ âm thanh của họ như là Clear Audio cộng, hay là cái X-Loud, hay là Digital Sound Enhancement Engine gì đó, để giúp cho tái tạo âm thanh cũng như là thể hiện âm thanh tốt hơn. Đầu tiên thì khi mà Sony giới thiệu thì mình không thích lắm cái hệ điều hành ở trên máy này, bởi vì nó sẽ khiến cho máy nặng hơn cũng như là tốn nhiều tài nguyên hơn, những pin chẳng hạn. Nhưng mà sau khi mình sử dụng nó và mình cảm thấy là cũng nhờ cái hệ điều hành này mà chúng ta có thể điều khiển nó nhanh hơn và dễ dàng hơn. Rồi, cảm ơn các bạn.